4. Các vị Sabuhiya. Một thời, tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koriya tại một thị trấn các Koriya tên là Sabuga. Rồi rất nhiều Koriya tử ở Sabuga đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Koriya tử ấy ở Sabuga: Này các Chagabasa, có bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Thế nào là bốn? Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Cha này, các Jagabasa, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Jagabasa, tỷ kheo có giới chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các Jagabasa, đây gọi là giới thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh cần, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Jagabasa, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Visabasa, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Visabasa, vì tỷ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các Visabasa, đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Visabasa, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Visabasa, thế nào là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Visabasa, tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Visabasa, đây gọi là kiến thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu kiến thanh tịnh này như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, tỉnh giác, này các Visabasa, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Jagabasa, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần? Vị thánh đệ tử nào? Này các Visagabasa, thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này. Tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần giải thoát. Vì ấy, sau khi tâm được ly tham đối với pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này Kesagabasa, đây gọi là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giải thoát thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Visabasa, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các Visagabasa, đã được Thế Tôn, bậc đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh, nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. 5. Vapa. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Satha tại Kapilavatu, khu vườn Niroda. Rồi thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, đi đến tôn giả Mahamoggallana
Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Mahamoggallana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahamoggallana nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha đang ngồi một bên: ở đây này Vapa, có thể có người giới thân chế ngự, giới lời chế ngự, giới ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Thưa tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Và câu chuyện này giữa tôn giả Mahamoggallana và thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với tôn giả Mahamoggallana: này Mahamoggallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây, và câu chuyện giữa các ông chưa được nói xong? Ở đây bạch Thế Tôn, con nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha: ở đây này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, nói với con như sau: thưa tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, và chúng con. Câu chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến. Rồi Thế Tôn nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha: này Vapa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta, nếu ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy, bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp con sẽ không biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại diệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại diệt não ấy không có nơi người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là tiếp thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Vapa, nếu do duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được lời khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Vapa, nếu do duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được ý khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có với người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là tiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng,
được người trí tự mình giác hiểu. Này Sa-pa, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Pa-pa, đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới. Còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt, con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Pa-pa, ông có thấy do lý do nào các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn, như vậy, này Pa-pa, với vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Ví như, này Pa-pa, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra, rồi có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi người ấy dung thành đống tro, đọc lại. Sau khi người ấy dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Pa-pa, do duyên thân cây nên có bóng cây. Bóng cây ấy rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Cũng vậy, này Pa-pa, vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Khi được nói vậy, Tích Tử Pa-pa, đệ tử của Nigantha bạch Thế Tôn: Ví như bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì, trái lại chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi ích gì, trái lại con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm nay, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Sa-ha.
Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Đại Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Lichavi Sala và Lichavi Abea đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Lichavi Saha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn, bà la môn trình bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? Này Saha, ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của sa môn hạnh. Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhặt vào khổ hạnh nhàm chán. Những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh. Những vị ấy không có thể đạt được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Saha, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, nó thấy một cây sa la lớn, cao thẳng, còn trẻ, không có lồi lõm. Nó chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, nó đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, nó tỉa cành lá và làm cho cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, nó gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, nó gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, nó bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, nó bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, nó đem cây ấy xuống sông. Ý ông nghĩ như thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao, bạch Thế Tôn? Vì cây sa la ấy tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng cây sa la ấy chìm xuống và người ấy rơi vào ách nạn. Cũng vậy, này Saha, những sa môn bà la môn nào sống chủ trương khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những vị sa môn bà la môn nào thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Này Saha, những sa môn bà la môn nào sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Saha, những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Chí như, này Sala, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây sa la lớn cao thẳng còn trẻ, không có lồi lõm. Người ấy chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, người ấy lấy cái đục khéo đục sạch nội phần. Sau khi khéo đục sạch nội phần, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc thuyền, cột với cái chèo và bánh lái. Rồi cuối cùng, người ấy thả xuống sông. Ý ông nghĩ thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì cây sa la ấy, bạch Thế Tôn, bề ngoài rất khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng chiếc thuyền ấy không chìm
và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Sa Ha, những sa môn bà la môn nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sa Ha, những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Sa Ha, một chiến sĩ dầu nó biết được nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện nó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến đâu làm biểu tượng cho vua. Thế nào là ba? Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng, và bắn khủng được vật lớn. Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ bắn xa cũng vậy. Này Sa Ha là thánh đệ tử có chánh định. Này Sa Ha, vị thánh đệ tử có chánh định, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc vô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ bắn như chớp nhoáng, cũng vậy, này Sa Ha, là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vị thánh đệ tử này Sa Ha có chánh tri kiến như thật quán tri: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như, này Sa Ha, người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn, cũng vậy, này Sa Ha, vị thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vị thánh đệ tử này Sa Ha có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn. 7. Malika. Một thời Thế Tôn trú ở Sapati Xá Vệ tại Cetabana Thắng Lâm, khu vườn của ông Anathapindika. Rồi hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn: do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây có một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng. Tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho sa môn hay bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình keo kiệt. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại đấy. Ở đây, này Malika, có nữ nhân phẫn nộ, nhiều não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho sa môn hay bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tánh tình không keo kiết. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này,
tại đấy tái sanh, dùng sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Ở đây, này Malika, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không có bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, tính tình keo kiết. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì nó ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc hùng thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Palika, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn, đèn đuốc, tánh tình không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy tái sanh, dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Malika, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, có ảnh hưởng uy tín lớn. Khi được nói vậy, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn: Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, con nay dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, con nay được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiết, thấy người được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Và bạch Thế Tôn, con nay được có ảnh hưởng uy tín lớn. Bạch Thế Tôn, trong nội cung này có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ Bà la môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có tiểu não hại, dầu cho bị nói nhiều, con sẽ không nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Con sẽ không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con sẽ không ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 8. Tự hành hạ mình. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo,
có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình và hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người. Hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tai cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, đi khất thực, không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những gối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi buông, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng.